Xin chào mọi người, trên tay mình là tai nghe Jabra 65T. Mình mua cách đây được vài tháng. Mình làm clip này hy vọng là sẽ hữu ích cho những ai đang phân vân hoặc đang có nhu cầu muốn mua em này. Đây là quan điểm nhận xét cá nhân của mình thôi. Thứ nhất là cái thiết kế của nó thì là thiết kế bằng nhựa nhẹ, dễ vệ sinh. Mình thấy có điểm mạnh của nó, thứ nhất là nó dễ vệ sinh này, chống nước này. Chống nước khi mà bạn làm ra mồ hôi hoặc mưa nhẹ có thể thoải mái vào nhà bảo hành. Nhà sản xuất cũng bảo hành 2 năm về chống nước, chống bụi cho anh em. Thứ hai là vấn đề pin. Có tai nghe nhỏ này nhưng mà pin mình dùng thường là được tầm trên 4 tiếng hỗn hợp. Thứ ba là về âm thanh. Âm thanh của nó thì mình nghe nhiều thể loại nhạc thì các giải âm cảm thấy khá ổn so với cái tai trâu của mình. Thứ ba là về thu âm của nó có 4 mic này. Thu âm âm thanh ở ngoài rất tốt, khi mình đeo hai tai và nghe âm thanh ngoài vẫn rất là rõ. Về điểm yếu thì mình thấy cái nó có như là cái kết nối tay trái này thì không kết nối độc lập được mà bạn phải dùng cả tay phải mới nghe được. Thứ hai là không có nam châm ở đây này. Khi mình lắp vào mình phải lưu ý mình không bị kênh. Thứ ba là phần mềm nó không có tiếng Việt, nó chỉ có 4-5 ngôn ngữ thôi, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp gì nữa. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Mọi người có thắc mắc gì có thể comment ở phía dưới. Xin chào mọi người.